Dạ vâng, xin chào tất cả các bạn đến với lại kênh Crypto Thông tin Toàn cầu. Chào vâng, xin chào tất cả các bạn ở Việt Nam quốc tế. Ngày hôm nay mình sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về về Luna 2 cho các bạn nhé. Ok, với hiện tại bây giờ trên các sàn hiện tại vẫn có các cặp đó là Luna, đó là USDT và Luna BUSD phải không nào? Đó thì mình sẽ đi vào sâu hơn, hiện tại bây giờ giá đang là giảm dần. Đó, như các bạn đang nhìn thấy ở đây. Đúng ạ? Rồi ok, như các bạn đã nhìn ở một số các cái sàn khác như là ở trên trên mạng lưới của Luna này các bạn. Mạng lưới của Luna các bạn để ý nhé. Mình sẽ chiếu đoạn này đầu tiên. Hiện tại đây mình sẽ noát này, đúng không ạ? Noát quét này. Đấy, hiện tại tổng số lượng Luna hiện tại bây giờ đang có này và đã được đốt cháy rất là nhiều rồi các bạn nhé. Đó, và hiện lúc đầu thì chỉ có hơn 200 thôi đúng không? Hơn hơn 300, hơn 300 triệu thôi đúng không? Sau đó tăng lên là hơn 6.000 tỷ và hiện tại bây giờ cái số lượng này là khoảng 172 tỷ 386, được chưa nào? Mình sẽ new cái này lại. Bạn hãy nhìn con số nhá, là 386 nhá. Mình sẽ new con số đây là 386 để là tí nữa mình sẽ nói lại con số này xem nó thay đổi như thế nào nhé, tăng hay giảm nhé, đúng không ạ? 386 đúng không ạ? 17 đúng không ạ? 172 386 đúng không ạ? 386 đúng không ạ? Đó, và số lượng này nhé, mình nói luôn là đang là giảm dần các bạn nhé, được chưa nào? Đấy, rồi ok mình sẽ lưu chỗ này lại. Ok bây giờ mình sẽ cho các bạn xem là Luna 2 hiện tại bây giờ tất cả các cái trên đây ở trên Twitter này, ở trên đây, ở trên Telegram này, hiện tại để đã có phần thông báo này xác định chắc chắn là 100% nhá. Đã chuyển từ Luna cũ là Luna sang Luna Classic đúng không ạ? Và Luna 2 đó là hiện tại Luna Classic đó là mã từ Luna chuyển thành Luna Luna C, đúng chưa nào? Đấy, và cái Luna mới sẽ vẫn chuyển thành đó là Luna mới đấy, và chuyển hoàn toàn vào blockchain mới, đúng chưa nào? Nhưng mà nhớ vào phần Twitter đúng không ạ? Mã thông báo trên này. Phần Twitter đúng không ạ? Đây, nhớ vào Twitter này. Đấy, Twitter này. Khi nhấp vào Twitter ở đây này đã xác định là chắc chắn này hơn 95% người đã đồng thuận, nhưng mà phần lớn như mình đã được biết ấy đó là phần lớn ở trong bộ phận của Luna họ làm cái này để là vẫn quyết định là chuyển, nhưng mà không sao cả, cái việc quyết định của họ là đã có sự quyết định chuyển đổi rồi, được chưa nào? Nên là mình phải theo thôi, được chưa nào? Ok bây giờ mình vào trong tất cả các sàn này đấy, đang giao dịch ở đây đấy, trong rất là nhiều các sàn đúng không ạ? Đấy, đang giao dịch ở đây đúng không ạ? Thì Luna đúng không ạ? Đấy, Luna hiện tại bây giờ trên các sàn đây này, bạn nhìn này, hiện tại không còn hiển thị nữa đúng không ạ? Họ đang chờ đó là chuyển đổi Luna C này, Luna C đúng không ạ? Nun nun Luna C, Nun C đúng không ạ? Thì hiện tại vẫn chưa ra nhé, đúng không ạ? Và rất là nhiều các sàn khác nữa như KuCoin hay là các sàn khác cũng vậy, hiện tại cũng chưa hiển thị lên. Đấy, như sàn NBank này cũng có đồng Luna đúng không? Nhưng mà bây giờ sẽ đã không hiển thị lên nữa rồi. Đấy. Họ đang là đợi ạ, đúng không? Thấy chưa? LUNAC vẫn chưa mới, vẫn chưa ra cái chuyển đổi từ Luna sang Luna cũ, Luna sang LUNAC ấy, nó cũ ấy thì họ vẫn chưa chuyển nhá. Trên 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 NBank nhá. Đấy, nhưng mà ở đây ấy, nó vẫn thực hiện này. Đây, ở trên đây này. Một số các sàn hiện tại họ vẫn cho đang giao dịch ở trên Luna cũ là Luna đúng không? Đấy. Vậy đó thì rất là nhiều cái khác nữa. Đấy. BNC này hay nhiều các cái sàn khác nữa. Đấy. Đây. Bitmart này. Đấy. Luna đúng không? Là gì ạ? Luna. Đó. Thì hiện tại cũng không hiển thị nữa, được chưa nào? LC cũng không hiển thị nữa. Vậy thì hiện tại bây giờ mình thấy rằng duy nhất đấy một sàn đó là sàn 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 này. Đây, đó là cái sàn đó là gì ạ? Maxi đúng không ạ? Là một trong sàn mà có cái lượng đó là giao dịch đã chuyển đổi từ Luna cũ sang Luna mới rồi.
Đấy, như các bạn đã nhìn đây, đây là cái Luna. Đấy, đây là Luna, Luna cũ nhé. Đấy, họ đã ở trên đây tự chủ động là đã chuyển đổi từ Luna sang Lunacy rồi. Đấy, đây là Luna cũ nhé. Đấy, họ tự động chuyển đổi luôn. Và các sàn mình nghĩ rằng là các sàn họ cũng dạ, tự động thay đổi thôi. Đấy, đây vị hiện tại giờ. Đấy, bạn nhìn chưa? Đấy, Lunacy này. Đấy, đi chưa? Đấy, còn Luna, Luna ấy, mà Luna mới của mình ấy, Luna mới ấy, thì vẫn giữ nguyên là Luna cũ, thì hiện tại bây giờ thì mình viết thì chưa hiện thị ra. Được chưa nào? Rồi sắp tới mình tin rằng là trong ngày hôm nay, ngày mai thôi là sẽ chuyển đổi thôi. Được chưa nào? Đấy, đấy là thông tin rồi. Ok. Vậy thì bây giờ mình sẽ chuyển về ạ. Cái bạn có thể theo dõi ở trên ạ, trên CoinMarket này. Đấy. Các thông tin này trên ạ Luna giờ nào sẽ thay đổi thôi, và cả trên dạ, trên sàn đó là CoinGe đó, thì các bạn sẽ tìm hiểu nhiều thông tin. Nhưng bây giờ mình sẽ chuyển về đó là gì ạ, trên cái dạ, trên trên cái chuỗi này để mình kiểm tra xem nào. Đấy, trên blockchain để mình kiểm tra nhé. Như rồi mình đã xem đúng không nào, đó đó là để cái số lượng đó là gì ạ, 172 đúng không ạ, 386660 155 thì chưa nào. Đấy, 155 đúng không? Đấy. Thế là hiện tại bây giờ đang là khoảng dạ dạ hơn 172 tỷ đồng Luna đúng không? Bây giờ mình sẽ loát này, số lượng nó sẽ thay đổi, bạn xem này. Đấy. Đấy, bạn nhìn thấy chưa? Đấy, bây giờ đã giảm rồi nhé. Từ 172 tỷ 269 này, nhưng mà vừa rồi là 386, được chưa nào? Vậy có nghĩa là số lượng Luna cũ hiện tại đang là giảm. Vậy thì những người nào đang là mua và hold số lượng Luna cũ thì nó đang là giảm dần và nó có khả năng tăng giá. Còn Luna 2 ấy, theo mình được biết ấy, là rất là có thể là gì ạ? Có thể là rất là gì ạ? Mạo hiểm các bạn nhé. Còn cái việc bạn ra quyết định bạn nên sở hữu thêm Luna cũ đối với lại góc độ của cá nhân thôi nhé. Đấy, mua thêm ví dụ là 50 đô, 100 đô, 1.000 đô tùy thuộc vào cái số tiền của bạn dư dặt ra. Đấy, nếu mà dạ, nó giảm giá hay mất không sao cả đúng không ạ? Mình đầu tư phải an toàn đúng không ạ? Phân bổ dòng tiền ra. Còn Luna mới thì bạn cũng nên cẩn trọng là các bạn nên nhỉ, đầu tư đó là thử trước đó là 100, 200 đô ấy. Đấy, tùy thuộc vào số lượng của mình. Nếu mình chưa có nhiều thì bạn chỉ đầu tư 10 đô, 20 đô, 50 đô thôi. Đấy, ở đây mình không kêu gọi đầu tư gì đâu nhé. Đấy, thì mình chỉ chia sẻ cá nhân thôi, được chưa nào? Vì các bạn đây là tự do mà, được chưa nào? Đấy, vậy thì dạ, một lần nữa thì mình xin chúc tất cả bạn đó là dạ, có sự ra quyết định nhỉ? Chính xác, được chưa nào? Ok, nếu bạn thấy video này hay, hãy like, share và comment cái video này cho nhiều thành viên khác. Và hãy nhấn vào phần theo dõi đấy, cái kênh YouTube này để có những cái cập nhật thông tin mới nhất từ dạ, crypto thông tin toàn cầu này, được chưa nào? Và bên dưới nhấp vào phần xem thêm thì có dạ, có hơn 15 sàn để các bạn có thể đăng ký để có thể giao dịch Luna và dạ, các cái đồng tần số khác, được chưa nào? Đấy, thì chúc các bạn là luôn vui vẻ, mạnh khỏe, can đảm và có vài hạnh phúc thịnh vượng. Xin chào và gặp lại các bạn trong các cái video tiếp theo. Xin chào.